máy nhá. Ừ. Đây nhá. Anh nay bọn em test máy trước khi chuyển giao nhá. Có phải lấy thước đo được cái hầm không? Đây vừa phun thử đây. Đây là đường dây anh à. Đâu đang mày? Em hướng dẫn qua cho anh về điều khiển máy nha anh nhá. Dây 25 mét này. Đây là bản điều khiển này. Về đến nơi thì anh cứ đấu điện cho em này. Cắm sẵn đường điện 3 pha đây rồi. Đây đường dây điện đây. Em tắt máy nhé. Em tắt máy khởi động lại. Đây có đèn cảnh báo này. Anh vào nhận máy thì cắm đấu điện xong này thì đây nhá, đây có đầu dây khí thì anh nối khí vào đây để cho nó hoạt động. Vào anh đấu điện xong thì có đèn báo có điện đây nhá, thì anh bật áp lên này. Đây là biến tần hai chất này. Thì em cài sẵn chương trình rồi. Tỷ lệ thì em cài sẵn ngoài rồi. Thì anh bật máy lên thì khởi động này bật phun thôi. Tỷ lệ thì em đặt là 16 với 17 đây. Đây là cái bảng điều khiển của nó anh nhá. Đây là nhiệt độ này. Nhiệt độ hai bình này, poly ISO này. Đây là khuấy này. Nó có hai động cơ khuấy đây. Khuấy poly và khuấy ISO ấy. Trước khi sử dụng thì anh cứ sấy nó lên. Đây. Trước khi phun này anh bật anh bơm hai cái này sáng này, bơm ISO với bơm poly này. Còn đây là bơm nạp này, bơm nạp này. Nạp thì anh cắm vào đây. Thì giả sử muốn bơm cái này vào bình thì anh bật cái này lên. Còn bơm chất đen thì anh bật cái này lên. Đây là khuấy này, nhiệt độ này. Tốc độ bơm hẹp thì bên em cài đây nhanh nhá, 16 này, 17 chính là tỷ lệ hai cái đấy, tức là 1 chia cho 1,1. Thời gian tẩy rửa này thì thường là từ 0,8 đến 1. Đây là thời gian phun anh này. Thời gian phun thì súng nó hai chế độ là phun tự do và phun định lượng. Nếu mà anh để phun định lượng thì anh sẽ cài thời gian ở đây. Còn nếu mà anh phun tự do thì anh không cần quan tâm. Đây nhá. Thế đây. Anh em đi ra phun thử cho anh xem nhé. Ừ. Đây cái đầu súng cho anh. Thì đây là có nút dừng khẩn này. Để ngắt điện ở trong máy này. Đây là tẩy rửa này. Đây có hai chế độ. Chế độ này là phun tự do, còn cái này là phun định lượng. Thế bây giờ em đang để chế độ phun tự do nhá. Thì còn phun định lượng thì không. Thì hôm sau mình dán cho người ta cái cò súng này. Đây cò súng này. Nếu phun tự do thì bóp rồi phun luôn đúng không? Hai lần. Bóp một lần cho bơm hoạt động này. Anh đi dí cò là phun thôi. Xong nhỏ nhà cò ra. Là nó dừng. Xong là ấn nút tẩy rửa à? Xong là anh phải nhớ là bấm nút xanh tẩy rửa luôn. Đấy, xong rồi.
nó ra mà nó tẩy rửa thì anh dùng acetone anh nhá. Kem chi trong ấy dùng, người ta dùng kem chi à? MC đấy, anh dùng một là kem chi, hai acetone, dùng chất gì cũng được đấy. Thì bây giờ anh quay lại nên nó nở lên anh. Cái này phun cách nhiệt là ngon luôn anh, chuẩn luôn. Bây giờ anh để sang chế độ phun đỉnh lượng. Thì giờ trong kia là em đang cài ông vào cho lên 2 giây, 4 giây, 5 giây để cho lâu lâu để. Thì này em có chỉ trong bảng điều khiển là nếu mà mình chuyển sang chế độ phun định lượng này thì mình sẽ cài đặt thời gian phun ở trong cái bảng điều khiển kia. Thì đây em từ bây giờ chuyển sang 4 giây. Bóc cò bấm một lần đầu tiên nhá, xong bấm lần thứ hai nó sẽ ra. Có máy thì cần vào nhận máy thì cần mở những cái gì thì em lấy chụp ảnh rồi hướng dẫn anh kỹ hơn. Vào để nhận máy có cái gì không được thì anh cứ gọi video cho em thì em hỗ trợ anh nhá. Chào anh nhá.